Quá trình lắp đặt cây đã xong, bây giờ mình bắt đầu thử cho nó vừa thử. Cây cực kỳ khủng các bạn này. Bắt đầu chạy. Mình quay sát thì các bạn thấy nhà hầu như không nghe thấy tiếng động gì cả. Cây cực kỳ êm. Mày dọn lên này. Tiếp theo đây thì mình bắt đầu ăn búp thì mình bỏ cây. Thì mình order bộ vỏ cây này không phải là một dòng chuyên về game, mà đây là một bộ máy tính để làm design thời trang cũng như là để dựng các video, render video. Vì vậy là mình không chọn một vỏ cây quá lung linh hở hay có nhiều nét quá, nhưng với vỏ cây này thì cũng cực kỳ tuyệt vời rồi các bạn. Và giá thành dựng bộ cây này thì không phải quá cao so với cái dòng server ngày xưa. Đây, vỏ cây này. Vỏ cây này hiện tại thì các bạn nhìn qua đây cũng khá đẹp đúng không? Rất đẹp. Phía trước các bạn đang có ba quặng làm mát, và bên cạnh này là mỏ nhựa trong suốt. Các bạn nhìn thấy toàn bộ mềm chip và các thiết bị linh kiện bên trong. Các bạn ứng vào nhất này thôi. Ở đây này có bằng nền luôn các bạn. Trên vỏ cây này có bằng nền luôn này. Bằng nền như bằng nền cửa của các bạn ấy. Bằng nền cũng rút ra được. Bằng nền này. Bạn nhìn qua vỏ cây chút xíu ấy. Bố trí của vỏ cây này với những dòng máy mà cấu hình cao này thì bao giờ là vỏ cây của bạn rất là rộng, không gian rộng để cho nó tạo ra cái nguồn gió lưu thông và làm mát cho hệ bên trong. Thì thường thường bố trí của những dòng cây cấu hình khủng này ấy, nhưng mà chạy về đồ họa thì bao giờ vỏ cây vẫn lớn. Các bạn chú ý trên vỏ cây này thì các bạn có thể lắp các ổ SSD này, hỗ trợ hai ổ SSD phía sau của bên, phía sau bên lắp thêm ổ SSD đây. Điều trên mình này các bạn có thể lắp tối đa, hiện tại mình nhìn thấy là bạn có thể lắp tối đa là 5 ổ cứng, 3 ổ cứng ở phía trước và 2 ổ cứng các bạn có thể lắp phía sau của mình. Đây các bộ hấp để chuyển đổi cho bên. Ở dưới này là vị trí các bạn lắp các ổ HD ở đây. Thì trên này, trên bên này hỗ trợ bạn rất nhiều các cái khu vực để bạn lắp ổ cứng nha. 3 ổ cứng, 3 ổ SSD phía trước bên và 2 ổ SSD phía sau bên. Tiếp theo là một khu vực để bạn lắp tối đa được 2 ổ HD ở đây. Nếu dọn cho các bạn lắp tối đa được 7 ổ cứng.